chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ nói về rau muống, một món rau và một vị thuốc dân gian phổ biến tại Việt Nam. Rau muống còn gọi là bim bim nước, người Campuchia thì gọi là trà khuôn. Rau muống có công dụng chữa đái tháo đường, đắp vết loét do bệnh zona. Ngoài ra thì rau muống trị ngộ độc cũng rất là hay. Rau muống trị ngộ độc nấm, trị ngộ độc lá ngón, thủy ngân. Trước khi mà bệnh nhân tới bệnh viện, chúng ta có thể lấy 1 kg lá rau muống, rửa sạch, vắt lấy nước cho bệnh nhân uống. Và đặc biệt là rau muống cũng có thể chữa đau dạ dày, ở chua nóng trong người. Công thức chúng ta có thể dùng 20g rau muống, 20g rau má, 20g cỏ mực, 16g rau sam, 12g vỏ quýt. Chúng ta sao qua và cho nước ấm vào rồi uống nha. Rau muống cũng chữa được bệnh kiết lì, chúng ta dùng rau muống và vỏ quýt, chúng ta nấu nước uống. Đặc biệt rau muống rất là có tác dụng tốt với bệnh nhân đái tháo đường. Chúng ta dùng 6-10 gram rau muống, 30 gram rau bắp, nấu nước uống. Rau muống cũng có công dụng đối với những bệnh nhân bị lở loét ngoài da, đặc biệt là bệnh dời leo. Chúng ta dùng ngòn rau muống và lá cây vòi voi, sau đó rửa sạch và nấu nước muối, giã đắp lên. Rau muống cũng làm cho những bệnh nhân nào mà bị thương mà đang liền da, sinh thịt rất là tốt. Những ai thì không nên dùng rau muống? Rau muống thì những bệnh nhân mà bị gút này, bị sỏi thằn này, bị vết thương mềm này, đau xương khớp này, những bệnh nhân bị suy nhược cơ thể và đặc biệt những bệnh nhân đang dùng thuốc đông y nha. Chúng ta không ăn sống rau muống. Và một rau muống, đặc biệt là rau muống nước, thường sống ở những vùng ao hồ đầm lầy, cho nên rất là nhiều ký sinh trùng. Chúng ta lưu ý khi mà chế biến rau muống phải ngâm nước muối hoặc chúng ta phải nấu chín kỹ trước khi ăn nha. Và vì thuốc rau muống thì chúng ta dùng rau muống nước và đặc biệt là rau muống tía thì sẽ tốt hơn rau muống khô hoặc là rau muống Trung Quốc nha.